À thì đây nha mọi người, vẫn còn chiếc xe đỏ nha. Chiếc này là của Thạch Heo, chưa có ai chốt hết. Thì như mọi người cũng biết rồi đó, tụi em là tới hai chiếc lận nha. Em là chiếc màu xanh, còn Thạch Heo là màu đỏ nè. Chiếc xanh này thì sau clip lần trước là cũng có người chốt rồi, mọi người cũng đặt cọc rồi hết trơn rồi. Mà chắc khoảng 2 tuần nữa người ta mới lấy xe. Khi nào mà có lấy em sẽ quay cho mọi người xem ha. Còn lại chiếc này chắc là chưa có duyên hay sao á, cũng có nhiều anh trai vô hỏi này kia nhưng mà chưa có chốt, cũng không có định chia sẻ lên nữa đâu mọi người. Tại vì khi đăng lên có nhiều người vô ăn nói thô quá mấy anh chị mình ơi, vô bình luận rất là toxic luôn. Nhưng mà cũng có nhiều người thắc mắc quá, vô hỏi hai chiếc xe em bán chưa hoài à. Rồi thì hôm nay em trả lời rồi đó nha, vẫn còn chiếc đỏ đang chờ người có duyên nha. Ai có thiện chí thì cứ nhắn trực tiếp cho em giảm sâu cho. Bữa nay thì có được con cá lóc nè mọi người, làm cái món gì cho ngon ngon ăn giờ ta. Cá cũng bự quá ha mọi người, ú quay à. Làm cái món gì ăn thì mọi người đợi xíu đi, bây giờ để em làm cho nó sạch nhớt trước cái đã. Không có đánh gãy, không có móc ruột luôn nha, để nguyên vậy đó, chỉ cần làm sạch nhớt thôi. Chỉ cần một nắm muối hột với lại vài trái chanh thôi là sạch bon liền. Bầu trời hôm nay đẹp quá, bên đây trong lành còn bên đây đen thui thù lùi à. Để tranh thủ làm nhanh nhanh mới được mọi người ơi. Trong nhà thì chuyển mưa, còn đi ra vườn thì trời nắng nè. Nhìn cái đường thì mọi người cũng thấy quen rồi phải không? Ra cái vườn của bà ba chứ em làm gì có vườn. Ra tranh thủ kiếm mớ lá chanh. Ở ngoài đây được một cái mấy cái rau lặt vặt này kia nhiều lắm. Bữa gài thì được một cái mưa gió cũng nhiều, bởi vì mấy cái cây với lại lá chanh này nó xanh tốt dữ lắm. Hồi sớm thì em có mua xả rồi, nhưng mà mở bọc coi thấy nó héo và lại cũ quá, tại đi chợ hơi trễ. Thôi để chích về tép xả mới luôn. Hên quá, có nồi hôm bữa còn nè mọi người. Đó, phải đập một cái là uổng rồi. Bữa nay không có làm rồi. Đây, em bỏ muối vô trước nha. Chải chải cho nó đều ra nha mọi người. Xả lá chanh cho vô luôn cho nó mới thơm. Cho con cá vô, quá trời bự luôn. Cá lóc nổ muối hột, cái món này hơi bị ngon đấy nha mọi người. Đó, bên này nấu một bếp ga nha mọi người, mưa củi ướt hết trơn. Rồi để lên đây chờ chín là mình ăn thôi. Hồi nó nghe nổ đã lắm. Cá lóc là phải chấm với muối ớt siêu cay gì nè, ăn nó mới dính được. Quả chừng cái chén muối à. Công nhận làm cái món này nó nổ lóc bóc đã cái lỗ tai ghê á mọi người. Món này thì khỏi nói rồi, mau chín dữ lắm. Wow, thơm quá mọi người ơi. Rồi bây giờ em sẽ lấy ra cho mọi người xem nha. Ôi ơi, coi nè mọi người ơi, thơm quá trời thơm. Nó chín hết trơn rồi nè, da nó nứt hết rồi. Rồi, xong hết trơn rồi nha mọi người. Đây, nhìn cái muối nè. Cá chín mà nó mềm vậy luôn nè mọi người. À cái chỗ này như bể mặt phải không heo? Đúng rồi, bể mặt. Hơi bể cái mặt ra nha mọi người. Đằng sau cái lớp da. Ôi ơi, mấy cái sớ thịt trắng phiếu. Ăn bóc luôn cho nó ngon mọi người ơi. Rửa tay sạch sẽ nha. Cá lóc là phải chấm với muối ớt nha mọi người. Đây, quậy lên. Ê ê ê, chảy nước miếng kìa, chảy nước miếng kìa. Wow. Quá đã, ngon quá mọi người ơi. Rau sống dưa leo nè, quất vô. Cá nè, ôi, dồn vô. Ta nói cá lóc mà đem đi nổ muối hột, cái thịt của nó ăn ngọt mà nó thơm ghê luôn á mọi người. Cuốn cuốn ăn kèm với miếng rau sống dưa leo đâu ha. Đặc biệt là cái chén muối ớt nha, linh hồn của món ăn đó. Do là con cá này có hai đứa em ăn à, thành ra ăn bóc đại đi cho nó ngon mọi người ơi. Với lại rửa tay cũng sạch sẽ rồi. Cái này ha, mà mình đi chợ mua bún bánh tráng về mình cuốn cuốn ăn cũng ngon dữ lắm nha. À mà mọi người muốn làm cái món này chịu khó mình sắm cái nồi đất đi, để giữ được cái độ thơm với lại mau chín nữa.